दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से. Tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Chào đi Raghu à. Tiểu thư, cô nói chứ vậy? Rời khỏi nhà là sao? Tôi không thể nào ở đây cả đời được, có phải không Raghu? Tôi cần phải rời khỏi đây. Chỉ khi tôi đi thì mọi hiểu lầm của Subira mới được giải tỏa. Cho rồi mọi thứ sẽ quay về yên ổn như trước. Nhưng mà tiểu thư, không có nhân nhị gì hết. Chỉ là tôi sẽ rời đi. Vậy thôi. Nhưng mà tiểu thư, rồi cô sẽ đi đâu? Rồi ở với ai? Ở chỗ nào? Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều rằng là tôi không thể nào lại đây được. Tuyệt đối không được. Tôi cũng biết là sau khi chú Bariman mất tích thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà bằng mọi cách thì tôi cũng sẽ xoay sở được thôi. Tiểu thư à, cô nói gì vậy chứ? Thử nghĩ lại một lần đi. Nếu giờ mà cô tới ở khách sạn thì sao mà cô ở được chứ? Muốn ở khách sạn thì cần có tiền, mà bây giờ chúng ta không còn tiền. Raghu, tôi còn trang sức mà. Bán đi cũng được một khoản kha khá đó. Lúc đó chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi nghĩ là đủ chi tiêu trong một khoảng thời gian. Tiểu thư à, không thể làm vậy được đâu. Những món trang sức đó đều là ông chủ tặng cho cô với rất nhiều tình yêu thương. Anh nói phải đó Raghu. Nhưng nếu bán những món quà đó mà vấn đề của mọi người được giải quyết thì cũng là chuyện tốt mà. Thôi anh đừng nghĩ nhiều nữa. Đi, đi lấy trang sức của tôi tới. Tiểu thư à, cần gì phải gấp vậy chứ? Muốn bán thì lúc nào cũng bán được mà. Biết đâu mọi chuyện sắp tới sẽ tốt hơn thì sao? Rồi chúng ta làm ơn đi Raghu. Cứ để tôi giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của tôi bằng cách của tôi đi. Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi lấy trang sức cho cô. Mẹ, sao vậy con? Giỏ đồ của tiểu thư mẹ cất ở đâu vậy? Con muốn nói cái giỏ nào? Là cái giỏ mà lúc mới tới đây quấy đựng trang sức với quần áo đó. Trang sức với quần áo mẹ cũng không nhớ để đâu nữa. Con chờ chút, chắc Bella biết. Bella, Bella à? Dân mẹ, con đến đây đi. Dân, có chuyện gì vậy mẹ? Hôm trước con có cất cái giỏ của tiểu thư không? Con không có cất. Mẹ hỏi Maya hay Ginny xem. Ginny, Maya. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay tiểu thư lại hỏi về trang sức vậy? Cô ấy không tin tưởng chúng ta nữa à? Sao chuyện gì em cũng lên tiếng được vậy? Dân anh hai, hai đứa có thấy cái giỏ đựng trang sức của tiểu thư ở đâu không? Con không thấy. Con còn chưa được đụng vô nữa. Con cũng không thấy. Vậy là không ai thấy nó nha. Vậy nó ở đâu rồi? Đúng vậy ha. Nhưng đây là chuyện phải ngạc nhiên như vậy sao? Theo như em nhớ thì lần cuối cùng em nhìn thấy nó là lúc nó đang ở bên ngoài. Có nghĩa là sao Bella? Cái đó đâu phải là bịch rau đâu. Nếu em thấy sẽ không cất nó vô cẩn thận. Em có biết trong đó có bao nhiêu thứ không? Bây giờ em biết tìm ở đâu đây? Sao vậy? Không tìm được cái giỏ nào à? Là không tìm thấy cái giỏ trang sức của chị đó. Không tìm thấy. Nó mất rồi à? Đừng lo tiểu thư, chúng ta sẽ tìm được thôi. Đồ để trong nhà sao mà đi đâu được chứ? Có phải vậy không? Maya, Ginny, Bella, mấy đứa đi tìm đi. Mẹ cũng tìm. Tìm cho kỹ mọi ngóc ngách. Chắc là nó bị cái gì đó đè lên thôi. Được rồi, đi nào. Tiểu thư, cô đừng lo nha. Chắc chắn nó nằm đâu đó trong nhà. Sao vậy mẹ? Mọi người đang tìm gì ạ? Vì vậy là đồ trang sức và quần áo của tiểu thư. Nó biến mất rồi. Bây giờ mọi người đang tìm nó. Nhưng mà mẹ à, đồ của tiểu thư sao có thể biến mất ở nhà mình được chứ? Mẹ cũng không biết nữa. Con có thấy nó đâu không? Không có mẹ, con không thấy. Con đang nghĩ gì vậy Phi Phép? Dạ không có gì. Vậy thôi, con cũng đi tìm phụ đi. Nào, Dân thưa mẹ. Bella, con thấy chưa con? Chưa mẹ ơi. Chị dâu, chị tìm ở đây đi. Đem qua phòng khác tìm. Được rồi. Maya, hãy nói cho anh biết chuyện này đi. Cái vòng cổ mà bữa trước em đeo đó, em mua đâu vậy? Em đã nói với anh đó là đồ giả mà. Hai đứa đã nhắc tới cái vòng nào vậy? Không có gì hết. Tụi em đâu có nói về cái gì. Anh rõ ràng nghe thấy hai đứa đang nói tới cái vòng mà. Anh hai à, bà già có một cái vòng cổ nhìn y hệt như cái của tiểu thư. Nên là em hỏi thôi. Đâu rồi? Cái vòng cổ. Cái vòng sao? Không có. Không có đâu anh à. Cái vòng đó ở đâu? Anh muốn nhìn qua một cái. Có phải đang nghĩ rằng là em đã lấy cắp trang sức của tiểu thư hay không? Đừng cãi nữa Maya. Ngay bây giờ anh muốn cái vòng đó. Nhanh lên. Tiểu thư à, vòng cổ của chị nè. Cái này không phải là của chị. Nó là đồ giả mà. Anh Raghu, em tôn trọng anh tới mức nào chứ, mà anh lại nghĩ rằng em đang cắp trang sức của tiểu thư chứ. Ôi thần linh ơi, tại sao không chết đi trước khi nghe được mấy lời này chứ. Em thích đeo trang sức, điều đó không có nghĩa là khi thấy tiểu thư có trang sức thì em trở nên tham lam đâu. Nhìn em giống một đứa ăn cắp lắm à. Maya, thôi đi con. Maya, Raghu không có ý đó. Anh con chỉ quá lo lắng mà thôi. Nếu bị mất đồ thì chúng ta đi tìm là được rồi. Con đừng khóc nữa. Được rồi, mấy đứa tiếp tục tìm đi. Đi đi, tìm tất cả mọi ngóc ngách cho mẹ. Đi nào. Đi nào Ginny. Maya, nghe nói nè. Jaswan còn nói gì nữa. Cả hai người họ chỉ nói chuyện này thôi. Họ sợ là sẽ có người nào đó phát hiện ra mọi chuyện. Được rồi, anh cứ để ý nhất cử nhất động ở đó. Tôi muốn tin tức được cập nhật liên tục. Ngài đừng lo, tôi sẽ tiếp tục nghe ngóng tin tức cho ngài. Được rồi. Bếp trưởng. Ông đang nói chuyện với ai vậy? Thật ra là ở quê gọi tới. Sức khỏe của anh trai tôi không được tốt, nên là tôi nói chuyện điện thoại với họ. Mà cô Banna nè, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Chuyện gì? Cô có nghĩ là ông chủ đó thật sự gạch tên tiểu thư ra khỏi di chúc hay không? Ý tôi là ông chủ rất yêu thương tiểu thư Shivani, mà sao lại thành ra như thế này được chứ? Đừng nghĩ nhiều nữa, ông cứ lo việc của mình đi. Dân chắc chắn là có chuyện không ổn rồi. Mình phải theo dõi tất cả bọn họ. xin lỗi. Đúng rồi, tiểu thư là vợ của tôi. Ăn đi con. Từ tối qua tới giờ con không ăn gì rồi. Con không muốn ăn gì hết. Con hành xác con vì tên lừa đảo đó thì có gì chứ. Hôm qua con làm rất tốt. Con đã nói hết sự thật của cô tiểu thư đó và trút hết cơn giận trong lòng ra. Cô ta cũng hay thật, đến đây để làm rõ mọi chuyện cho con. Nhưng cô ta chỉ có thể nói dối và nói dối mà thôi. Cô ta làm dấu son đỏ trên trán với danh nghĩa là của Raghu và đeo dây chuyền cưới. Mà cô ta nói đám cưới của mình là giả sao? Sao có chuyện đó được chứ? Nếu mà chưa thật sự kết hôn thì ai lại từ bỏ dinh thự của mình để tới một nơi như vậy được? Quan chút gì đi Subira, nếu không con sẽ đổ bệnh đó. Không phải chị con thì cũng ăn gì ba mẹ được không? Làm sao ba mẹ có thể nhìn thấy con trong tình trạng này được chứ? Nghe nè con, ba con đã tìm một nhà rất tốt để cho con kết hôn rồi. Nếu con đồng ý thì chúng ta sẽ gửi lời mời qua bên đó. Nếu còn bất cứ vấn đề gì thì ba mẹ sẽ lo liệu. Con gái mẹ không cần phải lo gì hết. Bella, con tìm được chưa? Chưa mẹ ơi, con tìm hết nhà luôn rồi. Giỏ đồ của tiểu thư có thể ở đâu được chứ? Vì vậy, Maya, hai đứa thì sao? Không mẹ ơi, tụi con cũng không thấy. Đây là một chuyện rất lạ. Giỏ đồ đó sao có thể biến mất khỏi nhà được? Mẹ ơi, hay là có ai đó vô nhà mình rồi ăn cắp cái giỏ đó? Đúng đó, chị Bella nói rất có lý. Con cũng nghĩ là có người vào đây ăn cắp rồi. Em nói sao chứ? Làm sao có người vô nhà mình ăn cắp được? Ý là sao Raghu? Nếu không phải là người ngoài thì là người trong nhà chúng ta à? Anh nghĩ sao vậy? Chúng ta đâu phải hàng ăn cắp. Anh Raghu, sao anh có thể nghi ngờ người nhà được chứ? Nè đồ ngốc, hãy xem, tôi đi mua đồ cho tiểu thư nè. Sao vậy? Mọi người tập trung hết ở đây làm gì? Hôm trước thì ba cho con tiền, rồi nay còn mua nhiều đồ như vậy nữa. Ba lấy tiền đâu ra vậy? Nè, con muốn chất vấn ba về tiền của ba sao? Không phải như vậy, nhưng con muốn hỏi ba là sao ba có nhiều tiền vậy? Trong đầu con đang nghĩ gì thì nói thẳng ra luôn đi. Trong túi của tiểu thư có rất nhiều trang sức cho quần áo. Hôm nay không tìm thấy. Được rồi, vậy là con nói ba đang cắp sao? Nói được vậy sao cái lưỡi của con không thối rữa luôn đi. Con muốn khám người của ba con sao? Được rồi, lại đây làm đi. Nè, còn nữa, Hãy cầm lấy cái chìa khóa này. Tới phòng của ba mà tìm. Tìm hết mọi ngóc ngách trong tủ đi. Đi đi. Để xem có tìm được gì không. Đi đi. Sao không đi?